rất vui được gặp lại quý chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, kế bên với thành phố Dĩ An. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán sầm uất đa ngành nghề. Ở đây buôn bán gì cũng được nhé. Mặt tiền này ở giữa chợ luôn. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 10m, chiều sâu là 28m. Tổng diện tích là 180m², thổ cư 100%. Nhà này được chủ nhà thiết kế theo dạng nhà cấp 4, đang cho thuê, kinh doanh buôn bán. Vị trí này gần với vòng xoay An Phú, gần với nhà cầu thủ Tiến Linh. Đây là mặt tiền giữa chợ nhé. Từ nhà này ra tới vòng xoay An Phú chỉ đâu đó khoảng 1km thôi. Rất tiện di chuyển, cách ngã tư Chiêu Liêu khoảng 1,5km. Gần với con đường Lê Hồng Phong, gần với khu công nghiệp Sóng Thần 2. Quý chị nào đang có nhu cầu mua nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán thì có thể liên hệ với em Sơn theo số điện thoại trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú hoặc ngã tư Chiêu Liêu. Em sẽ dẫn vào xem khu vực này. Dạng nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán em có rất nhiều sản phẩm, giá đang dao động từ 5-6 tỷ cho tới là 20 tỷ. Như căn nhà em giới thiệu cho quý vị này đang được chủ nhà giao bán với mức giá là 12 tỷ 500 triệu đồng. Hiện tại đang cho thuê, một tháng đang thu nhập tầm khoảng 30 triệu đồng. Ngang 10, sâu 28, thổ cư 100%. Đường phía trước này, đường nhựa rộng tầm khoảng 17-18m, hướng đông bắc, ngay chợ nhé. Hiện tại chủ đang cho thuê, kinh doanh buôn bán nên em cũng không tiện vào trong quay. Quý vị nào có nhu cầu đi xem, liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em trên màn hình. Em sẽ dẫn vào trong xem nhà. Vì nhà đang cho thuê, chỉ là nhà cấp 4 thôi nên là em cũng không tiện vào trong quay. Ngay chợ luôn nhé. Khu đây kinh doanh buôn bán rất là sầm uất này. Mặt tiền chợ này, bây giờ mới tầm khoảng là hơn 5 giờ chiều, xíu nữa tầm khoảng 6 giờ, hơn 6 giờ khu vực này rất là đông đúc nhé. Ngang 10, sâu 28, thổ cư 100%, giá chỉ có 12 tỷ 500 triệu đồng thôi. Hiện tại đang cho thuê 30 triệu trên một tháng. Vị trí rất là ok nhé. Quý chị nào có nhu cầu mua ở, mua đầu tư, mua về kinh doanh buôn bán thì cứ liên hệ với nhà đất Hồng Sơn, em sẽ dẫn vào xem trực tiếp luôn. Chợ rất là đông nhé. Bây giờ em sẽ review sơ sơ khu này. Chợ phía trước này, từ đây tới nhà cầu thủ Tiến Linh chỉ khoảng vài trăm mét thôi, gần nhà cầu thủ Tiến Linh luôn nhé. Chợ này, đây kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Quý anh chị nào có nhu cầu về kinh doanh buôn bán liên hệ với số điện thoại của em để dẫn xem. Đây nhá, ngay đây là nhà cầu thủ Tiến Linh ngay đây luôn. Quý anh chị nào có nhu cầu về mua nhà thì cứ liên hệ với em Sơn để em dẫn vào xem nhé. Ngang 5, dài 38, 184m², nhà này ngay mặt tiền chợ nhé. Đang kinh doanh bán